Ngày hôm nay lại tiếp tục là một tập truyện trong rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan tới cuộc đời hành pháp của ông thầy Bảy ở Vĩnh Long. Câu chuyện này nó xảy ra năm 1992. Cha của bạn kể lại á, thì cái đợt đó cậu Bảy ổng có đi về An Giang, về nhà của ông cậu Sáu Cẩn để mà đi giúp cho ai ở gần nhà của ông Sáu á, chưa có về. Thì tự nhiên là bữa đó có hai người đàn bà tới kiếm cậu Bảy. Một bà là bà Năm Cảnh với một bà là bà Tám Diệu. Hai cái bà này á, không phải là chị em ruột, mà chỉ là những cái bà chị em vòng vòng trong xóm vậy thôi hà, có quen biết dĩ nhau á, xuống kiếm cậu Bảy nhưng mà ổng không có ở nhà. Bởi vậy là người ta chầu trực ở đây, đợi tới qua bữa sau cậu Bảy ổng về á, thì mới gặp được cậu Bảy. Gặp xong, cậu Bảy mới kêu vô nhà đi, nói chuyện, rồi kể cho ổng nghe. Khi đó cái bà Năm Cảnh này nè, bà mới nói trời ơi, ngày hôm qua tới giờ kiếm cậu Bảy mà không có thấy. Tại vì á, qua đây nhờ cậu Bảy cứu giùm con thằng chồng con với lại nhỏ con gái á, không biết nó bị gì mà bây giờ á, sống không sống mà chết không chết, giống như bị ai, bị ma, bị quỷ gì về phá, nằm vào vào ở nhà kìa. Đó thì bà mới kể ra cái câu chuyện là như vậy. Nó bắt đầu từ khoảng hơn một tháng trước. Cái chú Năm Sự, chồng của cái bà thím Năm này nè, hai vợ chồng nhà Trà Vinh á, ổng có cái nghề là đi bốc mộ cho người ta. Tại vì vòng vòng nhà của ổng á, nghĩa địa nhị tỳ nhiều dữ lắm. Bởi vậy là lâu lâu có ai có nhà nào mà muốn cải táng, muốn bốc mộ lại á, thì nhờ cái nhóm thợ của ổng. Ổng giống như là cái người chỉ huy vậy đó. Thì khoảng tháng trước có một cái ông đó là ông Tư Kiên. Ông Tư Kiên ổng cũng lớn tuổi rồi, ổng mới tới nhà của chú Năm. Ổng nói bây giờ á, ngày mùng mấy á, mày qua nhà tao mày bốc cái mộ nhỏ gái lên được không? Thì vợ chồng cứ nghĩ đâu là cái chuyện bốc mộ, tới ngày thanh minh thì bốc mộ bình thường thôi, đâu có gì, cũng nhận lời. Mà đặc biệt nha, ổng trả tiền rất là nhiều, trả cao hơn cái giá bình thường luôn, cho nên mình nghĩ kèo mày đậm rồi, chúng đậm rồi. Qua tới cái chỗ bốc mộ thì tới đó đó, nguyên cái tấp thợ không ai dám đào hết trơn luôn. Thứ nhất á, là tại vì cái ông này nè, ổng đang có một cái vụ tranh chấp đất đai với lại cái miếng đất nhà kế bên. Qua tới nhà của ông Tư Kiên thôi là thấy nhà ổng đang cãi lộn sùm với cái nhà kế bên á, đang giành đất giành đai với nhau. Còn cái chuyện thứ hai nữa đó, thì có nghe phong phanh những cái người vòng vòng ở đây nè, người ta nói thôi thôi, bay đừng có động tới cái mã này. Cái mã này á, nó bị ếm, nó bị cái gì bùa ngã với rồi, thôi đừng có đụng vô. Cái đó là người ta nói lén cho chồng của thím Năm nghe thôi nha. Nhưng mà ổng không có chịu. Ổng nói trời ơi, cái này là cái nghề nghiệp của người ta, làm bốc mộ không lẽ mỗi lần mà nghe ta nói ma quỷ bùa ngải thấy sợ quá cái không làm hả, rồi rồi hốt cứt ăn hả, không có tiền. Cho nên là ổng bỏ ngoài tai, ổng không có nghe lời ai hết trơn á. Ổng nói thằng nào sợ á thì đừng có làm, tao làm cho. Tại vì cái điều quan trọng là ông Tư Kiên ổng trả tiền rất là nhiều, ổng nói chỉ cần đào cái mã con gái tôi lên được đi, rồi lấy cái xác ra ha, người ta đem đi thiêu, tao bỏ vô một cái quách nhỏ nhỏ gì nè, tao không có chôn ở đây nữa, tao dời qua chỗ khác tao chôn, cứ làm đi rồi á tao cho tiền. Cái tấp thợ của ổng cũng đông, nhưng không biết sao cũng có khá nhiều người, người ta không muốn làm vụ này. Người ta nói thôi giờ em không làm nữa, anh Năm có làm thì Năm làm đi. Vậy là cuối cùng chỉ còn có hai anh em làm thôi, là chú Năm Sự với lại một cái chú khác là chú Tám. Thì chú Tám cũng là chồng của cái bà Tám Diệu luôn đó. Cứ tưởng mọi chuyện nó bình thường, vậy mà không phải. Tại vì thím Năm bả nói kể từ sau khi mà bốc cái mã này lên đó hả, là hai ông nội nè, là ông chồng của bả với lại cái ông Tám á, giống như bị ma bị quỷ gì hành vậy đó. Thậm chí là nhỏ gái của bả luôn, nhà có ba người mà hết hai người bị hành rồi. Đáng lẽ ra bả qua tới bả kiếm cậu Bảy là ba ngày trước, nhưng mà do bị hành nặng quá, thiếu điều muốn chết tại nhà vậy đó, cho nên là ngày hôm qua bả mới qua tới đây được. Nghe tới đó thì cậu Bảy mới hỏi vậy chứ chồng mày á, nó làm cái nghề đào mã, nó đào cái mã này lên, bộ nó gặp cái hòm không có cái xác, hay là có cái xác mà cái xác không có rã thịt ra. Ổng hỏi tới đâu là đúng tới đó. Tại vì thiếu Năm bả nói là đúng rồi cậu Bảy, ổng đào cái mã này lên nha, mặc dầu biết trước cái mã này là mã của một cái người nữ, con gái của ông Tư Kiên á, mà cái cô này cổ chết 12 năm rồi. Trời ơi trời, nguyên một cái nhóm thợ, mặc dầu nó không có đồng ý nó làm, chỉ để cho hai ông này làm thôi, nhưng do tụi nó là thợ của ổng mà, tụi nó phải đứng ở trên để mà soi đèn cho hai ổng hì hục đào cái mã này. Tại vì đào là đào ban đêm, tới khi mà đào được cái hòm rồi đó hả, dỡ cái nắp hòm ra, cái xác còn y thinh, giống như hả là cái người mà mình đang ngủ vậy đó. Nói giống người bình thường thì cũng không phải, tại vì dù sao người ta cũng đã chết rồi mà. Nhưng mà nghe, không có phân hủy một cái gì hết trơn á, chỉ là cái da nó hơi nhăn nhăn lại một chút thôi, chứ không phải là có dồi hay là có cái gì hết trơn vậy đó. Bởi vì đào ra là giật mình liền. Chú Nam ổng mới hỏi với ông Tư á, hỏi gì bác Tư, bác Tư, giờ cái xác nó không có rã ra rồi giờ sao bác Tư? Ổng nói á, bây giờ nếu như mà cái xác nó không có rã thịt thì bay cứ lóc thịt ra cho tao ha, lóc thịt để riêng bên, rồi xương để riêng bên, bắt đầu tao hốt đi thiêu nó.
Chủ nhà kêu sao thì mình làm vậy. Tại vì chú Năm với lại cái chú Tám này nè, hai ông làm trong cái nghề này cũng nhiều năm rồi, bởi vậy là cũng dạn dĩnh dữ lắm, đâu có sợ ba cái chuyện ma quỷ gì. Mình chấp nhận làm nghề tâm linh thì mình phải chịu những cái trường hợp nó hy hữu như vậy. Gì đâu mà thịt xương nghe nó còn dính khắn vậy đó. Nhưng mà những cái xương này, những cái thịt này rất là dễ tách ra, tại vì người ta cũng đã chết mười mấy năm rồi. Mặc dầu nó không có rã, nhưng mà mọi người hình dung á, nó giống như là cái con khô cá thu á, nó nhăn lại mình vẫn có thể mình vuột một cái là nó rớt thịt ra trơn, chứ không phải là nó dính giống như là cái cơ, cái thịt của người đang sống như mình đâu. Thiệt ra đó là cái chuyện khi mình bóc cốt lên, bao nhiêu năm không cần biết, bóc cốt lên rồi mà cái xác của người ta nó vẫn còn y thinh như vậy đó, thì cũng có nhiều cách để mà xử lý lắm. Có thể là mình chôn tiếp, mình chưa có hốt cốt liền bây giờ. Cũng có thể là mình sử dụng một loại hóa chất để mà mình ngâm, mình tẩm lên cái xác này. Vài tiếng sau á, thì cái xương với lại cái thịt nó tự động nó rã bèn ra. Nhưng riêng cái nhà của ông Tư này thì ổng muốn là bây giờ lóc thịt ra để mà cho ổng dễ thiêu dễ đốt. Gặp trúng cái ông thợ dạng nữa không sợ nữa, thì thôi tới luôn. Kéo cái xác ra rồi á, để nằm trên nguyên cái tấm bạc vậy nè. Hai ông ngồi đó, cái chỗ nào mà khó đó thì lấy cái dao lóc thịt ra, y chang như lóc thịt lóc cá bình thường vậy thôi. Mấy ông thợ kia là người ta sợ, có người người ta về bớt rồi, tại vì người ta chỉ đứng người ta làm tiếp thôi, chứ người ta không có ăn tiền trong cái vụ này. Giờ đó chỉ có le ngoe vài người à, tại vì người ta cũng ớn, người ta đâu có mặt ở đây đâu. Thì lúc đó đó, hai ông mới ngồi xuống, bắt đầu lóc từng cái thớ thịt ra. Nó cũng dễ lắm, mình tuột ra rớt à. Mới đầu chạm vô cái thân xác này á, thì đúng thiệt là cái chú Tám á, ổng có nghe cái tiếng văng vẳng ở đâu đó, giống như là ở đâu tuốt đằng cái miếng giường đằng kia á, có một cái người con gái, mà kiểu người ta đang đứng ở đó, người ta nhìn qua cái chỗ mình, người ta la làng lên vậy đó, kiểu, ê, 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 người ta kêu vậy đó, rất là nhỏ luôn, trong cái lỗ tai của ổng thôi, ổng chưa nói gì hết. Nhưng tới khi mà cả hai ông cùng nhau lóc thịt ở chỗ hai cái bàn tay á, thì chú Tám này ổng nghe rõ hơn nữa. Lúc này không phải là cái tiếng kêu mà là cái tiếng rên. Mà tiếng rên của đàn bà nha. Ổng mới ngưng tay liền. Ổng nói, ê ông Năm, ông nghe cái tiếng gì không vậy? Ở đây làm gì có đàn bà con gái mà tôi nghe rõ ràng, giống như là có nhỏ nào nó rên vậy đó. Chú Năm thì ổng cứ ngồi ổng lóc hoài, ổng đâu có nghe đâu. Tại vì đúng thiệt là ổng không có nghe. Ổng nói, mày sợ hả? Trời, tao mày làm nghề biết nhiêu năm mà mày còn sợ nữa mày. Vậy mà chú Tám ổng cứ cự hoài à. Ổng nói, tôi nghe rõ ràng, tôi nghe nó cứ nằm mà nó rên hoài luôn vậy đó, mà không phải cái tiếng rên nó gần đó đâu, nó xa xa đâu tốt trong góc giường đằng kia kìa. Chú nào ổng nói là không có nghe, thôi cứ làm lẹ đi. Hai ông cứ lóc hoài vậy nè, tới cái xương sọ rồi. Trời ơi, đang lóc tới cái đầu nha, ổng cầm cái dao mà ổng cứ gọt cho nó còn cái xương đó nó lú ra, thì ngay lúc đó cả hai ông đều nghe luôn. Nghe vậy đó, nghe rất là rõ luôn. Tự nhiên là chú Tám ổng thấy là ông Năm ổng buông cái đầu của cái xác này ra, ổng mới ngã ổng nằm vậy nè, mà ổng ôm cái đầu. Ổng nói, trời, tao nhức đầu của Tám ơi, tao đau quá vậy mày, sao cái đầu tao nó bận thần như vậy. Ổng nằm mà ổng chỉ ôm cái đầu ổng thôi đó là chú Tám biết rồi. Trời, không lẽ là mình bị quở hả ta, không lẽ là bị cái xác này tao quở hả. Thôi thì chú Tám á, ổng mới quỳ ngay tại cái đầu hòm luôn. Ổng nói, trời ơi, lỡ tụi con mà có động phạm tới ai á thì tha đi, đừng có quậy nữa, đừng có về quở trách nữa, tại vì á chủ kêu sao thì làm vậy thôi hà, chứ đâu có biết cái gì đâu, đâu có biết là động phạm tới cái gì. Ổng quỳ ổng giái vậy đó, ổng giái thôi bây giờ nếu như mà không chịu á thì hai anh em tôi bỏ cái xác trở lại vô hòm nha. Nói dứt câu thôi mà cứ nghe bên lỗ tai á, trả cái xác lại đi, trả cái xác lại cho tao, bỏ tao nằm lại chổng đi. Ý người ta kêu là bây giờ bỏ cái xác của người ta nằm lại trong cái hòm, không có muốn động chạm tới xác của người ta. Ổng cũng dạ vậy nè. Thì thấy là cái chú Năm á, ổng ngồi dậy ổng lờm cờm rồi, ổng hết nhức đầu. Hai ông mới hốt xương sẩu rồi ba cái thịt hồi nãy giờ đó, đồ đạc nữa, dồn lợi vô cái hòm này, dồn để nó đi, rồi chạy vô nhà nói cho ông Tư ổng nghe, tại vì ổng đang đứng ở nhà sau á, ổng không có ra, mà ổng ngó rồi nè, ổng coi gì nè. Vô tới nhà thì mới thấy là ông Tư ổng ngồi đó, ổng hỏi làm gì mà xong chưa mà chạy không xong vô vậy. Hai ông cũng trình bày vậy đó, nói bác Tư sao mà bây giờ cái xác á nó không có rã thịt ra. Hồi nãy bác Tư có dặn á là nếu nó không có rã ra thì cứ lóc thịt bình thường đi, nhưng mà tụi con lóc thịt ra con nghe có người rên rỉ la dữ lắm luôn, giống như là cái xác này người ta không có muốn cho lấy thịt của người ta ra vậy đó bác Tư ơi. Ông không tin đó, ông ra ông coi kìa. Ông mới hỏi, vậy chứ bây giờ hai mày sợ hả, không muốn làm hả? Sợ thiệt chứ sao mà không sợ, trời, làm nghề hồi đó giờ chưa bao giờ gặp cảnh này nha. Rồi giờ sao, đào chưa xong xác thì còn y thinh như vậy đó, nó ngổn ngang hết trơn, không lẽ trả tiền. Mặc dầu người ta cũng ngã giá cao dữ lắm,
Thôi thôi, thì bây giờ nếu như mà ổng đã không có nghe theo lời của mình rồi, tại vì ổng nói hai thằng bay phải làm tiếp đi, có cái gì đâu, bừa ngã gì, ma quỷ gì đâu mà sợ, con gái tao mà. Nhưng không, hai ông này không có chịu làm nữa tại vì quá sợ rồi. Chính vì không chịu làm cho nên là cái ông tư đó ông không trả tiền luôn. Cũng được nữa, bây giờ ông tự làm gì ông làm, hai tôi đi về. Vậy là coi như chỉ có gom gom cái xác lại thôi. Để đó, cho qua bữa sau, ổng có kêu nhóm thợ nào thì kêu tùy ổng, chứ mình không còn làm nữa tại vì sợ quá. Trời, phải về nhà liền chứ nhiều khi người ta theo mình là chết nữa. Bởi vậy thím Năm bả nói cái bữa đó ổng về, cái mặt ổng như là có ai ăn hết của ổng vậy đó. Cái mặt ổng mí xị mà ổng sợ gì nè. Mặt tái xanh tái mét, tái xanh tái mét luôn. Bả mới hỏi vụ gì vậy? Sao nghe nói cái kẹo này thơm lắm mà sao cái mặt như ai ăn hết của ổng vậy? Ổng không trả lời. Tới khi mà hai vợ chồng ngồi ăn miếng cơm với nhau á, ổng mới kể là cái chuyện hồi nãy cho bả nghe. Trời ơi, bả gớm còn hơn là gặp ma gặp quỷ nữa. Nhưng cũng do cái nghề cái nghiệp của mình mà, thì mình phải chịu, lâu lâu cũng gặp những cái trường hợp như vậy. Thì tưởng đâu mình không làm tiếp thì thôi, đâu có cái gì. Nhưng mà ngay trong cái đêm đó luôn, ổng mới vừa ngủ xong thức dậy là ổng thức dậy không nổi nữa. Ổng bị hành sốt, nó nóng nó lạnh, nóng lạnh làm gì thế nào. Bả mới sợ quá đi, bả mới chạy bả mua thuốc cho ổng uống. Còn bảy ông nghe tới đây á, là ổng nói thằng chồng mày á, nó bị dính cái âm khí của người ta rồi, với lại nó bị con quỷ này theo, cho nên là nó bị hành như vậy đó. Bả mua thuốc cho uống cũng đâu có hết, thấy không hết rồi bả mới dẫn đi trạm xá. Lên đó y tá người ta cũng nói là bị sốt bình thường, không có bị gì hết trơn á, đưa về nhà nằm. Vậy mà nằm cả tuần lễ không hết, cứ nằm vào vào ở đó hoài luôn, không ăn uống gì được hết trơn á. Sau khi mà thím Năm bả thấy chồng của bả bị hành bị bệnh cả tuần lễ không hết rồi, thì bả quyết định bả qua tới bên nhà của công tư Kiên á, ông chủ nhà đó, qua đó hỏi ổng để mà được đi ra cái mã này nè, cúng kiến rồi á, giái xin người ta đừng có về quậy nữa. Qua tới bển xin phép ổng thì ổng cũng cho phép, mua trái cây bánh kẹo rồi nọ nè, rồi nhang đèn đem ra ngoài cái mã đó ngồi cúng cho người ta nghe. Cái mã vẫn còn y thinh như vậy, có nghĩa là sau khi mà đào lên rồi đó thì hình như ổng thấy ổng im rồi, bởi vậy là ổng mới kêu người khác tới lấp lấp lại đi rồi bỏ xuống chôn tạm rồi đó, rồi ổng tính sau. Khi mà cúng kiến xong, thím Năm bà có ra, bà có ngồi nói chuyện với ông Tư Kiên một chút. Bà có hỏi vậy chứ, bác Tư, cái mã này sao mà tại sao mà chồng con ổng đào lên á, ổng về ổng bị quở hoài à. Con nói bác nha, cái mã này nè, có ma có quỷ gì rồi đó bác. Có thể là đào lên động chạm tới cơ thể người ta không cho đó. Ổng thì không có nói gì nhiều về cái chuyện ma quỷ, ổng không có phủ định mà cũng không có khẳng định nữa, chỉ là không có đá động tới thôi. Cũng muốn biết là tại sao mà ổng kêu đào cái mã lên như vậy thì ổng có kể. Ổng nói là hồi đó đó, nhỏ gái của ổng chết, ổng có chôn ngay tại cái lằn ranh của cái đất này đây nè. Mà nguyên cái khu đất này là cái ruộng, cái đất nó mềm, bởi vậy là ổng không có chôn phía bên này, ổng chôn phía cái lằn ranh bên kia. Qua bên lằn ranh là cái miếng đất của nhà kế bên, nhà bà đó là bà Hai Thế. Cái lúc đó bà Hai Thế bà còn sống. Bởi vậy á, là khi bà Hai Thế bà ra coi, cái ông Tư Kiên này nè, ổng chôn mã con gái của ổng á, kiểu như là xây mã xây bồ nó bự ra một chút đó, thành ra đó là khi xây xong nó có lấn bên đất người ta, nó lấn ra nguyên một cái khoảng gì đấy nè, đo đạt lại là mình biết liền à. Chòm xóm á thì nhà hai bên cũng khích rịch à, cho nên là cũng không có cái gì mà khó chịu. Bà Hai Thế bà cũng biết luôn là ông Tư Kiên chôn cái mã sát bên đất của bà, lấn đất của bà luôn, nhưng bà không nói gì hết. Bà nói thôi bây giờ nếu như chú tôi có lỡ chôn á thì chôn luôn đi không sao hết, chừng nào mà bốc mộ á thì giờ chỗ khác chứ có gì đâu. Rồi cũng thôi, tại vì thấy chòm xóm mình cũng dễ dàng quá mà. Nhưng cho tới khoảng mười mấy năm sau, là cái năm 92 đây nè, có một cái người con trai của bà Hai Thế, cái người con trai đó đó từ ở xa đi về, về đây làm ăn lập nghiệp, tại vì lúc này bà Hai Thế bà mất rồi. Đó, thì khi về đây mới phát hiện ra cái mã này đã được chôn lấn qua cái phần đất của mình. Bởi vậy là cái người con trai đó người ta quậy, người ta qua đây yêu cầu á là ông phải tháo dỡ, ông đào cái mã của con gái ông lên liền, không thể nào mà lấn đất bên nhà của tôi. Cũng có cự cãi chứ, cự cãi đó là tại vì hồi trước tao đã giao kèo với má của mày rồi, má mày chịu thì tao mới để đây, nhưng nó chưa có tới năm để mà hốt cốt lên. Bây giờ nè mày ráng đi, coi như là mày cho tao mượn đỡ miếng đất này ha, tao chôn lớn quan chút, chừng nào mà tao đủ tiền á tao mua luôn cái miếng đất của mày, tao mua nguyên khúc gì nè ha, chắc là tao không có dời đâu, tao cũng không tính bốc mộ gì đâu mày ơi, tao mua phần đó cho tiền mày. Vậy mà cái người bên kia người ta không chịu, người ta một mực là phải đòi lấy miếng đất lại cho bằng được, trả đủ cái diện tích cho người ta. Chính vì vậy mà ông Tư Kiên bắt buộc ổng phải đào cái mã này lên liền trong ngày hôm đó. Bởi vậy cái bữa mà chú Năm đi đào mã đó mới thấy có cái vụ cãi lộn. Rồi sau đó con cũng có hỏi là con gái của bác Tư là nó chết lâu chưa, ông nói là cũng mười mấy năm rồi.
Hồi đó cái bà hai thế nhà cái bên bác dễ dữ lắm, chứ đâu có ó đâm như cái thằng này đâu. Tao xin nó rồi tao biết á là tao chôn lớn quan chút thôi, vậy mà nó không cho. Nó kêu một hai là phải đào cái mã lên chôn chỗ khác đi. Thôi nó làm vậy thì tao cũng chịu thôi chứ sao giờ. Kể tới đó thì bác Tư cũng có hỏi là bây giờ chồng mày sao rồi. Ổng bây giờ thì cũng bệnh nằm giàu giàu vậy thôi hà. Nghe người ta nói là chắc tại vì á con gái của bác Tư nè, người ta không muốn cho đào xác lên bởi vì người ta quở. Thôi thì con xin bác Tư đó, qua đây con cúng kiến cổ chắc cổ cũng cho chứ gì. Vậy rồi thôi à, ông cũng kêu vậy thôi đi về đi đâu có gì đâu. Nói chung là mã mồ con gái của ổng cũng đã được chôn lại y như cũ rồi đó, coi như là không có động chạm vô nữa. Còn cái vụ mà ổng cãi lộn với nhà cái bên không biết là ổng xử lý như thế nào, con cũng không có hỏi. Sau khi thím Năm bả về tới nhà thì bả thấy là ông chồng của bả tung cái mền vậy, ổng khỏe rồi, ổng không còn bệnh hoạn gì nữa trơn là bả mừng. Nhưng tới khoảng 2 ngày sau thì lại có chuyện tiếp. Cậu bảy biết không? Cái bữa đó là hai vợ chồng đang nằm ngủ, tự nhiên con thấy ông nằm cái ông vô tay vô chân gì nè, vỗ một cái ông thức dậy. Hỏi ông làm gì vậy thì ông nói là hồi nãy giờ ông nằm chiêm bao thấy ma thấy quỷ. Ông kể là cái vía của ông á, ông đang nằm trong buồng nhưng mà ông nghe người ta kêu dơi dơi ngoài cửa. Ông ra ông mở cửa thì ông thấy là có một cái người con gái. Cái người này á không có thấy rõ mặt mày gì hết, chỉ thấy được mặc một cái áo màu đỏ thôi, đứng trước cửa nhà mà ôm cái rổ vậy nè. Cổ đứng đó mà cổ cứ sấn sấn trong nhà vậy nè. Ổng nhìn xuống cái rổ thì ổng thấy toàn là xương, ba cái sọ đầu không à, giống như là xương sẩu của sọ đầu người ta đập 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 nó vụn ra vậy đó. Kế bên đó là nguyên một cái đống thịt mà dồi nó bò lúc nhúc nhúc vậy nè. Trời ơi, ổng thức dậy ổng hoàng hồn á. Ổng nói cái đống thịt này y chang như là cái đống thịt mà ổng đã lóc thịt của cái người con gái của ông Tư Kiên vậy đó. Lúc đó thì thím Năm bả chỉ nghĩ đâu chắc là ổng mới vừa bệnh xong đó. Ổng sợ quá, ổng ám ảnh thì ổng thấy tầm bậy tầm bạ vậy thôi à, đâu có gì đâu. Đó là cái đêm đầu tiên nha. Nó kéo dài khoảng một tuần lễ là không thấy gì hết. Bắt đầu qua một tuần, cái người bị tiếp theo là con gái của bà. Bà cũng con nhỏ gái, thời điểm đó thì nó cũng đã lớn rồi. Cái bữa chiều á, mới xách cái xe đạp chạy đi qua nhà của ông anh hai á, đi mua hột dịch hay làm gì đó thì không biết nữa. Do là cũng lớn bởi vậy bà đâu có quan tâm tới cái chuyện chừng nào nó về đâu. Cãi nó đi chơi đâu nào nó về chứ. Vậy mà tới giờ ăn cơm rồi, 7-8 giờ tối không thấy nó về là bắt đầu bắt sợ rồi. Đó thì hai vợ chồng mới chạy đi kiếm, đi cùng làng cuối xóm hết không thấy nhỏ con đó trơn á. Trời ơi, mới táo quả ra kêu trong xóm trong làng ra kiếm tiếp, đâu có đâu. Nó đâu có qua nhà của anh hai nó, mà nó cũng đâu có đi mua hột dịch hay mua cái gì đâu. Rồi vậy là biết nhỏ này không chừng bị bắt cóc hoặc là bị ma giấu rồi. Kiếm hoài không thấy. Thôi thì trong xóm người ta mới kêu thôi bây giờ á chạy qua nhà bà Tấm Thu đi, bà đó bà coi bói thì có thể là bà sẽ biết con nhỏ này bị giấu ở đâu. Qua tới nhà cô Thu thì cô Thu mới coi cái ngày tháng năm sinh của con nhỏ này á, bà coi cái mạng của nó bà bấm độn á thì bà nói con nhỏ này nè bị ma giấu rồi, mà nó bị một cái vong nữ giấu nó nghe. Cái này là quỷ chứ không phải là ma nữa. Trời ơi, nghe tới đó là hai vợ chồng chú thím Năm ổng bảo biết là ai giấu rồi, là cái người con gái của ông Tự Kiên chứ ai, vẫn còn phá nữa chưa có buông tha. Thôi thì cô Thu bà nói á, muốn kiếm con gái của bay á, kiếm cho tao ba con chó mực dẫn nó qua đi đi, rồi tao dẫn đi kiếm. Nguyên cả buổi tối đi gom trong xóm trong làng coi có ai có chó mực không, mượn người ta, mượn ba con. Bà mới kêu bây giờ á lên trên cái bàn thờ, bà lấy một cái nhánh cây liễu bà nhúng trong cái nước cúng á, bà phẩy 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 vô mắt của ba con chó mực là gì nè. Rồi bà mới nói lấy cái đồ dơ của nhỏ con gái mày á, trong cái sọt đồ á đem ra đi, để trước cái lỗ mũi của ba con chó này cho nó hửi. Nó hửi nó đánh hơi được rồi á thì nó chạy đi đâu phải chạy theo nó để mà kiếm. Bà thả ba con chó ra, nó chạy cả dòng phía sau ba cái miếng giường tựa của người ta đó, đi guồn 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 vô chổng. Gần tới sáng luôn thì nó mới dừng trước một cái bụi tre. Đây là cái bụi tre gai nha, nguyên một ôm rất là bự vậy nè. Trời ơi, thấy con nhỏ đang ngồi giữa cái bụi tre, mà không phải ngồi ở phía dưới đâu, giống như là có ai cột nó ở giữa một cái cây tre đó, nó lơ lửng cả đó. Mà cái bụi tre đặc sợ vậy nè, nó dính khắn rất là nhiều cây tre. Nội mà lấy dao lấy búa chặt ba cây tre đó mà lôi nó ra đó hả, cũng gần tới sáng mẹ nó luôn rồi. Không biết ai mà đưa nó vô kiểu gì hay tài tình vậy đó, lôi được ra tới ngoài rồi thì đâu có biết cái gì đâu, mình mẩy thì trầy trụa hết trơn vậy đó. Nhưng để nhỏ gái nằm ngoài này thì tự nhiên quay qua không thấy ông chồng của bà nữa. Cái ông Năm đâu tiêu rồi, ông Năm đâu, kiếm ổng. Trời đất ơi, quay qua thì thấy kế một cái bụi tre đó, ổng ngồi chồng hổm mà ổng hốt ba cái đất ba cái cát của ngoài, ổng dồn vô hổng ăn, dồn vô gì nè. Người ta mới chạy là hỏi Năm, Năm bị gì Năm, thì ổng cứ ngắt mình mẩy hết trơn rồi. Ổng lấy cái tay mà ổng cứ bóp cổ của ổng vậy nè. Ổng đục á, tao giết đó, tao giết đó, giết nó cho bằng được. Ổng đòi ổng giết ổng.
mà thua nó không chừng chồng mà bị nhập nữa rồi đó. Thôi thôi bây giờ á, mấy ông đàn ông phụ đi, đưa thằng chồng với nhỏ gái này đem về nhà đi rồi tính gì tính. Đưa hai cha con vô tới nhà rồi, nằm ly bì bại tải một đống gì đó. Một hồi sau thì nhỏ con gái nó cũng tỉnh dậy, mà cái mặt nó cứ ngay ngay dại dại nè, nó không biết ớt giáp gì hết trơn á. Còn riêng ổng á thì bắt đầu là ổng hành sốt nữa. Cái người của ổng nóng giống như là ai hơ ai đốt cái người của ổng vậy đó. Nhưng ổng bình thường chứ ổng không còn bị nhập như hồi nãy nữa nha. Đó thì thấy ổng còn sốt hoài à. Qua sáng bữa sau, thím Năm bà mới mua thêm một cái mâm đồ cúng nữa. Bà qua nhà của ông Tư Kiên, bà xin phép ra ngoài cúng thêm một lần nữa thử coi được không. Ổng cũng cho. Ổng nói nếu như bạn vậy thì cúng thử coi nó có cho nữa không, chứ tao cũng bó tay tao không biết gì trơn á. Hồi đợt đầu á cúng thì bình thường, nhưng riêng bữa nay mới vừa để cái mâm xuống ngay trước cái đầu mã thôi thì tự nhiên gió nó thổi. Nó thổi làm sao tắt hết trơn cây đèn cầy, cái mâm đồ cúng nó lật nó rớt xuống luôn mà. Trời ơi, ngay thời điểm đó bà chạy vô nhà thì bà nghe giống như có ai mà rượt đuổi bà chạy từ phía đằng sau á. Tao giết nhà mày hết, tao giết nó chết. Lần nào cũng vậy hết, cứ đòi chém đòi giết người ta không à. Sợ, chạy vô tới nhà mới nói với ông Tư Kiên vậy đó. Thì ông chỉ ờ một tiếng thôi, chứ ông đâu có làm gì hơn. Rồi bà mới chạy về nhà. Mà thím Năm bà thấy lạ vậy nè. Bà nói hồi cái lần trước, khi bà đi qua nhà của ông Tư Kiên bà cúng á, bà cũng thấy là ổng đứng phía trước, ổng ngó ngó một chút, ổng nhìn ra. Còn riêng lần này thì ổng không có ngó ổng nhìn nữa, ổng chỉ trong nhà không à. Giống như là ổng biết cái chuyện gì sắp sửa xảy ra rồi hay sao á. Về nhà thì thấy là nhỏ gái mình nó cũng ngồi ngay ngay dạ dạ vậy đó. Hỏi không trả lời, giống như là bị khùng bị điên vậy á. Còn riêng ông chồng thì cứ sốt ly bị tận nằm hoài. Đó thì bà cũng không biết làm sao. Bà chạy qua nhà của bà Thu, cái bà Thu coi bói á. Qua bên đó thì bà Thu bà mới coi cho một quẻ. Bà nói nhỏ gái của mày á, kể từ cái lần mà nó bị ma giấu ở ngoài ha, nó bị kéo đi hai cái hồn, ba cái vía luôn. Có thể là do con quỷ cho nó kéo đi đó. Nhưng mà kiểu giống như là mình tìm được đúng lúc, thành ra là nó chưa có hút hết hồn hết vía con nhỏ này được. Nói tóm lại, con nhỏ con của mày á, bây giờ giống như nó bị khờ rồi. Còn thằng chồng mày, nó bị dính cái quỷ khí của con quỷ đó. Tao không biết lý do tại sao, bởi vậy đó là tao cũng không có làm được. Nếu như mà bây giờ mày muốn chồng mày hết bệnh thì mày có thể lên trên bàn thờ á, mày lấy cái ly nước mày để trển mày cúng đi, mày khấn vái mày niệm Phật rồi mày đưa cho nó uống thử còn sao. Chứ cái chuyện này tao làm không có được, tao chỉ coi bói bình thường nữa thôi. Nghe bà nói vậy thì cũng nghe lời, tính là về nhà mình cúng thử đi, cái mình lấy nước chồng mình uống thử còn sao. Mới vừa đi ra khỏi nhà cô Thu thôi thì cái thím Năm này bà mới thấy cái thím Tám bà đi vô nhà bà Thu. Mà cái bà Tám này chính là cái bà Tám Diệu, vợ của ông Tám đi hốt cốt chung với lại chú Năm đó. Khi mà thím Năm bà gặp cái bà Tám này vô nhà của bà Thu á thì bà cũng hơi bất ngờ. Bà nói ủa, bữa nay cái bà nội này mày đặt đi có bói nữa hả? Bởi vậy bà mới khều lại, bà nói ê chị Tám, bộ vô nhà bà Thu có bói thì vậy. Bà nói trời ơi, coi bói toán gì mày, đi mận gần chết. Nhưng mà mấy bữa nay không biết sao chồng của tao á, từ cái bữa mà đi mận chung với chồng mày về đó là sốt hoài luôn. Nó ở nhà thấy ma thấy quỷ hoài. Tao rồi tao sợ đâu là đi đâu tầm bậy tầm bạ, rồi ai người ta quở trách gì đó, tao qua tao hỏi thử coi bà thấy gì không. Nghe là thấy quen quen rồi. Thím Năm bà mới hỏi kỹ lại, ủa bà nhớ không, cái bữa đó ông chồng của bà với ông chồng của tôi đi bốc mộ ở nhà của ông Tử Kiên á, thì chồng tôi nè về nhà là nó sốt hoài luôn. Mà chồng bà thấy cái gì? Thím Tám bà mới nói trời ơi trời, nó dễ nằm sốt bị trang chồng mà vậy đó. Mà mới hôm qua nè, nó thấy sao mà ở ngoài cửa có một cái nhỏ gái, nó ôm nguyên một cái rổ mà thịt xương không vậy đó. Trời ơi, thức dậy chồng tao nó ói muốn chết. Tại vì không phải nó sợ, mà nó ám ảnh cái bữa mà đi hốt cốt với chồng mày đó. Vậy là hai ông bị y chang nhau luôn. Bởi vậy thím Năm bà nói trời ơi, có khi nào cái con nhỏ nó về nó hại hai ông này không? Muốn biết rõ thì cứ để cho thím Tám vô hỏi cô Thu thử còn sao. Thôi thì bây giờ thím Năm bả về nhà trước, bả lên bàn thờ bả cúng đi. Một hồi nữa bả cho ông uống nước nó thử còn có hết không. Rồi thím Tám này bả coi bói ở nhà bà Thu sau đó. Chiều rảnh rang qua nhà đi rồi hai bà nói chuyện sau. Thím Năm bả mới về, bả lấy một cái ly nước bả để bàn thờ bả cúng. Rồi bả mới ngồi đó bả giang giái vậy nè, bả cho ông uống. Ông uống thì cái người của ổng á nó lành lạnh trở lại, nó không còn nóng sốt nữa. Nhưng mà bắt đầu ổng nôn, ổng ói, nó thúc nó ói rồi nè, nó sền sệt, nó nhớt nhợt, mà dồi nó bò lúc nhúc lúc nhúc trong bụng của ổng luôn. Bây giờ không biết sao quản rồi thì mới nhờ mấy cái ông gần nhà đó chở lên trảnh xá giùm. Còn sao, lên đó thì người ta nói là chỉ bị sốt bình thường thôi, chứ đường ruột nữa là ổng không có bị gì hết. Phải chi ổng bị nặng hay bị nan y gì đó thì mình còn lo mình chạy mình chữa. Nhưng mà trên trạm xá người ta nói là ổng bình thường, chỉ về á xông hơi đi rồi cho uống nước mát nữa là ổng hết à. Bởi vậy người ta cho về.
Chiều bữa đó về nhà, ông cũng nằm ly bì vậy đó. Thì chị Tám bà mới qua. Khi bà qua đó, thì bà mới nói là cái bà Thu á, bà coi là y thinh luôn. Nói chung hai cái ông nội này nè, đi bốc mộ người ta, đụng trúng cái xác đó người ta chưa có đi đầu thai được, người ta về người ta quở trách đó. Thôi thì bây giờ chỉ còn một cách là hai chị em phải qua tới bên nhà của ông Tư Kiên để mà kêu ổng chính miệng của ổng ra ngoài khấn vái con gái của ổng thử coi được hay không thôi. Hai bà biết rồi, nói trời trời, vậy là tại vì kể từ cái bữa bốc mã đó đó. Đó thì qua tới bữa sau, hai bà đi qua tới nhà ông Tư Kiên luôn. Qua đó mới nói bác Tư, tụi con cũng đi coi thầy rồi. Người ta nói là do đó, thằng chồng của con nó đào cái mã của cô này nè, là con gái của bác Tư á. Rồi bây giờ á, động mồ động mã người ta quở, người ta trách. Mà bác Tư thấy đi, con qua tới đây con cúng con xin cổ hai ba lần rồi đó, cổ không cho. Thằng chồng con bây giờ nó ói ra mật xanh mật vàng, mà ói ra dồi dĩnh không à, thấy ghê muốn chết luôn vậy đó. Con sợ đây á, chồng con nó chết nữa nè, rồi hai ba đứa con ai lo. Đó thì con nói vậy, nếu bác Tư có thương tình á, thì bác Tư đi ra ngoài á, bác Tư làm cái mâm cúng, bác Tư khấn vái con gái bác Tư thử coi. Con nghĩ á, con là người dân nước lã, con khấn vái cổ, cổ không chịu đã đành rồi. Còn riêng bác Tư dù sao cũng là ba của cổ, không lẽ cổ không nghe lời. Mà bà thầy kia bà nói gái của bác Tư thành quỷ rồi đó. Tự nhiên ông nghe vậy cái ông quạo, ông đụng mẹ mày, ở đâu ra mà cứ qua nhà tao đòi cúng kiến hoài vậy, rồi còn nói con gái tao là quỷ nữa. Mẹ, hai ba lần trước á, tao nể nang, qua nhà tao làm tiếp tao rồi, tao cho cúng kiến hai ba lần là dữ lắm rồi. Bữa nay cứ qua nói con gái tao là quỷ hoài à, mày biết nó chết bao nhiêu năm chưa? Nhiều khi bây giờ á, nó đào thai 80 kiếp rồi đó. Mẹ, vừa thấy phải thôi chứ, làm cái nghề nó phải chịu thôi. Qua nói con gái tao là quỷ là ma hoài. Hai bà ở lại nghe năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn, nhỏ hổ cho. Lần này là ổng quạo, ổng đuổi về luôn mà. Phải chịu chứ sao giờ, ta cũng chủ nhà mà. Trước khi hai bà quay mặt ra đi ra khỏi nhà này á, thì thím Năm bà có thấy hình như là ở phía cái buồng trong nhà của ổng có một cái bóng. Mà cái bóng này nó hơi đỏ đỏ, giống như là có ai mặc đồ đỏ vậy đó nghe. Kiểu đồ bà ba đó, đi lướt ngang cửa buồng ở phía trong nhà của ổng vậy nè. Chỉ thấy vậy thôi hà, rồi mất tiêu à. Hai bà mới đi về luôn. Nghe tới đó thì cậu Bảy mới hỏi, vậy chứ hiện tại thằng chồng của mày sao rồi? Thím Năm bả nói là bây giờ ổng cũng bình thường à, mấy bữa nay cũng sốt nhưng mà nó đỡ hơn chứ chưa có hết nữa cậu Bảy. Thôi thì bây giờ tạm bỏ qua cái nhà của bả đi, cái nhà mà đang gặp chuyện nặng hơn là nhà của thím Tám này nè. Thím Tám bả tiếp lời, bả nói mới mấy bữa trước đây nè, hai vợ chồng đang ngủ thì tự nhiên là ổng mới nghe giống như có ai kêu cửa ngoài vậy đó. Ổng tưởng đâu thằng Hai hay thằng Sáu tới nó kêu cửa nó nhờ cái gì không à. Ổng mới đi ra, ổng mở cái cửa nhà ra thì không thấy ai hết trơn á, đứng ngó qua ngó lại vậy nè, ổng cũng không thấy ai, nhưng mà ổng nghe cái tiếng thở giống như có ai mà người ta đang thở khì khì vậy đó. Vừa thở nha, mà trong cái tiếng thở nó có cái tiếng rên nó trọng nữa. Ổng kiếm hoài đâu thấy gì đâu ta, tự nhiên là ổng thấy gì đâu mà giống như cái nhà mình nó có nước nó dột á, nó nhiễu cái lợp đợp xuống với cái nền nhà vậy nè, nó dính cái giò của ổng đi. Ổng mới dở dò lên ổng coi thì ổng nói, ủa cái gì mà cái nước nó đen thùi lùi vậy? Tại vì trời tối hù hà, nhà thì xài đèn dầu đèn cày nữa. Ổng đưa lên ổng hửi thì ổng nói cái mùi nó tanh y chang như là máu người ta vậy đó. Ổng mới nhìn lên, trời ơi là trời, nguyên một cái người nữ mà người ta ngồi thù lù đu trên cái cột nhà của ổng á, cái cột ở ngoài cái trái nhà phía trước đó. Mà cái này nè chính là cái người con gái mặc cái áo màu đỏ đó chứ ai. Đưa cái mặt nhìn xuống ổng gì nè, mà cái mặt dòi không, giống như hai cái hốc mắt là hai cái ổ dòi vậy đó. Ổng thấy như vậy là ổng chỉ lết thôi, ổng lết vô nhà ổng kêu bả. Bả chạy ra, khi bả ra tới được nhà trước rồi thì bả nhìn lại đâu thấy nó đâu, chỉ thấy được nguyên cái vũng máu ngay trước cửa nhà thôi à. Ổng muốn chết điếng luôn vậy đó. Hai vợ chồng đóng cửa lại cái rầm thì ổng mới kể cho bà vợ nghe. Đó là cái đêm thứ nhất nha. Rồi qua tới đêm sau cũng không có gì, bình thường hà. Còn riêng thím Năm thì bả ở nhà bả lo cho chồng bả, rồi lo cho nhỏ con gái của bả nữa. Nó cứ vậy đó, nó cứ ngơ ngơ ngó ngáo hỏi gì cũng không trả lời hết trơn á. Thôi thì bà tính là qua bên nhà của bà Tám hỏi thử coi bây giờ chồng bà sao rồi. Qua tới thì bà mới kể cho cái bà Năm nghe cái vụ này, rồi kể cho nghe thêm cái vụ hồi mới đêm ngày hôm qua gần đây nhất đây nè. Là đang ngủ thì ông chồng của bà, ổng mắc đi tiểu đi. Cái chỗ để tiểu thì ở ngay phía sau nhà đó chứ đâu. Ổng ra ngoài ổng đứng ổng tiểu. Ổng mới vừa đi xong thôi, vừa giật cái quần lên là giống như có ai nắm cái cổ áo của ổng vậy đó. Ổng quay ra sau lưng thì ổng thấy nó nữa. Nó kéo ổng, nó lôi ổng, ổng lết từ ngoài phía sau nhà mà ổng lết vô tới trong cái chỗ mà nấu ăn của bà đó, là ở cái trái nhà phía sau đó. Ổng la làng quá trời thì bà đi ra bà không thấy nó, bà chỉ thấy được có những cái dấu giò thôi, mà toàn là máu không, giống như cái bàn giò mà ịn xuống những cái vũng máu vậy đó. Bà thì bà ở phía nhà sau, bà lo bà ôm ổng, bà hỏi ổng có gì không, hỏi có sao không,
Trời ơi, ở dưới cái nền nhà một phần là cái dấu giọt máu, một phần là nước đái của ổng á. Ổng đi tiểu nó còn dương giải ra gì đây nè, ổng sợ quá mà. Hai vợ chồng mới vừa ngồi dậy thôi thì nghe ngoài nhà trước cái rỗng. Bà bước ra thì bà thấy cái lư hương á, nó rớt có đổ bể hết trơn. Thôi thì hai vợ chồng mới gom gom lại rồi vô trong buồng núp ở trỏng. Tới sáng thì thím Năm qua hỏi đó, hỏi thì thấy hai vợ chồng đang mua cái lư hương mới rồi bỏ bỏ cái cát đó chuẩn bị mình thắp nhang lại, chứ bây giờ nó bể rồi phải làm sao. Đồng thời cũng kể cho nghe cái chuyện tối qua luôn. Khi đó là thím Năm bà biết cái người con gái áo đỏ, con gái của cái ông Tư Kiên này nè, bà về chứ ai. Hai bà kể cho nhau nghe mà ai cũng sợ hết, giờ không biết phải làm sao. Thôi thì qua nhà của bà Thu á, hỏi thử coi bà có cái phương cách nào giúp mình không, chứ bây giờ bó tay rồi. Qua tới đó thì như bà nói trước, bà không có làm được cái chuyện này, bà chỉ coi bói được thôi. Nếu như muốn thì bà chỉ cho một cái người quen của bà ở An Giang á, được á thì qua tới nhà của ổng đi, coi ổng giúp được không. Theo như lời của cô Thu cổ chỉ thì qua sáng ngày hôm sau, hai cái người đàn bà này mới về An Giang để mà kiếm nhà của cái ông thầy đó. Cái ông thầy này á thì ổng tên là ông thầy Tư Hiệp. Vô tới nhà của ổng rồi thì ổng cũng kêu á, đọc cái ngày sanh tháng đẻ của nhỏ con gái thím Năm này coi. Bà mới nói là nó sanh ngày 19 tháng 9 năm 73. Nhưng mà ổng bấm tay ổng coi hoài thì ổng nói là ổng không có kiếm ra được cái bổn mạng con nhỏ này. Thấy nó mờ căm à, mờ mịt lắm, ổng coi không có rõ. Thôi thì ổng mới kêu là cái bà đàn bà tiếp theo là thím Tám đó, nói cái năm sinh bát tự của cái ông chồng bà đi. Bà cũng nói cho ổng nghe. Thì chồng bà sanh ngày 7 tháng 10 năm 1946. Sau khi ổng coi thì ổng nói là cái bổn mạng của nam này cũng yếu lắm nha, có thể là bị con quỷ tới nó bắt đi đó. Cho tới chiều dẫn ổng qua được tới nhà rồi thì ổng ghé nhà của thím Năm trước rồi mới qua nhà của thím Tám sau. Qua tới đây ổng coi kỹ mặt mày của nhỏ con gái á, thì ổng nói con nhỏ này bị dắt đi hết mẹ dài cái vía rồi, bởi vậy đâu được bình thường đâu, nó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn vậy đó. Thôi thì để tối nay tao kéo thử coi á, mấy cái hồn phách của nó có về được hay không, chứ bây giờ thiệt sự á bị giấu ở đâu là ổng không có xác định được. Cái chuyện của chồng thím Năm á thì ổng cứ để sau, bây giờ là tính nhỏ con gái trước. Cho tới tầm khoảng 10 giờ mấy 11 giờ tối á thì ổng mới kêu trải một cái chiếu ở giữa nhà cho ổng đi, rồi để nhỏ con gái ngồi xếp bằng ngay ở cái chiếu đó. Ổng mới cắm xung quanh là 4 cây nhang, nhà nền đất mà cắm nhang rất là dễ. Cắm nhang xong đốt nhang luôn, ổng mới lấy một cái cọng chỉ đỏ, ổng mới cột vòng vòng 4 cây nhang lại giống như là một cái hàng rào vậy đó. Tiếp theo ổng lấy ra cái tấm kiếng bát quái của ổng đó, ổng để sao mà nó chỉ ngay trước mặt con nhỏ đó vậy nè, rồi ổng dựng để đại trước mặt luôn. Rồi ổng lấy ra 4 lá bùa, 4 lá bùa được dán ở 4 chân nhang luôn. Xong xuôi hết ổng mới ngồi đối diện với lại cô bé đó đó, ổng mới nói bây giờ tao đọc chú, bỏ câu chú đầu tiên nha, tại vì cái câu thần chú đầu tiên á là cái câu chú để mà ổng dùng cái lực của ổng đốt cho cháy 4 cái lá bùa này. Từ cái câu chú đó về sau, mỗi lần mà ổng đọc xong ổng ngưng một cái thì cái thím Năm này phải ngồi phía sau lưng của ổng kêu tên kêu tuổi của cái đứa con gái của bả một lần, giống như kêu hồn về vậy đó. Cứ kêu hoài thì thôi, chừng nào mà cây nhang nó cháy hết mới ngưng. Bắt đầu ổng đọc cái hồi đầu tiên rồi á thì 4 cái lá bùa nó vẫn chưa có cháy. Thôi thì ổng đọc tiếp, ổng đọc ổng ngưng tới đâu là kêu tên kêu tuổi tới đó, cứ làm hoài làm hoài. Và trong cái lúc mà cái cây nhang nó chuẩn bị tàn đó nha, thì ai cũng thấy là cái đứa con gái này nè, nó ngồi mà cái người nó cứ rung qua rung lại, nó cứ lắc lư giống như là lên đồng vậy đó. Cho tới khi mà 4 cái chân nhang nó cháy gần hết rồi thì bà mới đưa mắt bà nhìn vô cái tấm kiếng ở giữa cái tấm kiếng bắt quái đó, bà thấy hình như trong đó có bóng hình nhỏ con gái của mình mà nó đang đứng ở trỏng, trong khi phía trước nó đang rọi là cái hình ảnh của nó đang ngồi mà. Nhà thì đóng cửa nha, mà gió nó cứ thổi hiu 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 vô cái lỗ tai của bà vậy nè. Cây nhang vừa tắt rồi, ông thầy ông đọc một cái câu cuối nữa, là tự nhiên bà mới thấy đó là 4 cái lá bùa 4 góc nó cháy lên, đó mới thực sự cháy đó. Đồng thời ở cái tấm kiếng bát quái kìa, nó có một cái đốm, nó sáng trưng là giống như có ai mà rọi đèn thẳng vô vậy đó. Cái ánh sáng này nó chiếu thẳng vô giữa trán nhỏ gái, là tự nhiên cái tấm kiếng nó làm một cái rớp, nó nứt nó bể luôn. Nhỏ gái xỉu cái ạch, nó nằm nó ngã ra trên cái chiếu gì nè. Lúc đó ông thầy Tư đứng dậy, ổng mới nhìn thì ổng nói là tao chỉ mới lấy được một cái hồn của nó thôi, còn một cái hồn với 3 cái vía nữa chưa có về nữa, không biết đang ở đâu. Thôi thì bây giờ cứ tạm thời vậy đi, cho nó vô buồng nằm nghỉ. Một hồi nó mở mắt tỉnh dậy thì lần đầu tiên bảo mới nghe nó nói chuyện được 2-3 câu, chứ kể từ cái lần bị ma giấu á nó đâu nói được câu nào đâu. Làm xong xuôi cho nhỏ con gái rồi thì ổng mới qua cái chỗ mà chú Năm đang nằm đó, ổng mới coi. Ổng mới nói là cái thằng này nè, trong vòng 9 ngày tới nó về nó kiếm mày, mày thì cũng y chân như cái thằng kia vậy thôi hà. Đã thì tao nghĩ là chắc tao làm không có được, tại vì cái nào tao làm được tao nói, tao sẽ cho một cái lá bùa dán ngay trước cửa buồng,
một cái lá bùa dán ở cửa trước. Nếu như mà sau 9 ngày mày qua được á, thì mày đi kiếm tao. Còn nếu như mà trong vòng 9 ngày, cái lá bùa này nó có dấu hiệu mà nó hơi cháy cháy dưới gốc rồi đó ha, nó bị cháy đó, thì mày phải nhanh chóng mày đi kiếm thầy khác liền, đừng kiếm tao, tại tao làm cũng không có được đâu. Ổng chỉ nói vậy thôi ha. Rồi tiếp tục ổng mới qua nhà của chú Tám, ổng con Tám sao. Qua tới đó thì mới thấy là chú Tám ổng đang nằm mà ổng run cầm cập gì nè, ổng bị hành sốt nữa. Ông thầy Tư mới kêu là bây giờ đi hái lá bưởi đi, nấu lên rồi xong cho cái ông Tám này. Lần đầu tiên thì mình xong, xong hơi cho ổng. Tiếp theo sử dụng cái nước này nè, lao mình luôn. Lao tới đâu là ổng đau tới đó, giống như lấy dao lấy búa mà mình bổ vô cái da cái thịt của ổng vậy đó. Thì ông cũng nói cái tình trạng của ông Tám này y chân như cái ông Năm kia vậy thôi hà. Cho hai cái lá bùa dán trước cửa buồng, với lại là dán ngoài cửa. Thôi thì tốt nhất trong vòng 9 ngày tới đi kiếm ai hay hơn ổng đi, chứ ổng là ổng không có làm nổi cái trường hợp này. Ổng chỉ nói sơ sơ vậy thôi rồi ổng về đó, chứ ổng không có làm kỹ như là cái đứa con gái của bà Năm đâu, cứ tưởng vậy là xong rồi. Nhưng mà qua bữa sau thôi lại có chuyện nữa. Giờ đó cũng chiều rồi, hai vợ chồng ăn cơm xong, thầy tính là bàn coi hỏi coi có ai quen biết gì thầy bà nào cao tay hơn không, mình đi trị thử còn sao, chứ đi bác sĩ cũng không được, đi ông thầy Tư An Giang cũng không được rồi. Đang bàn tính vậy đó mà mới có chập trạng tối à, mới nghe từ trong nhà có cái tiếng rên, mà rên nó kỳ lắm, nó giang 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 vậy nè. Mình thì đâu có nghĩ là ma quỷ gì nó rên đâu, cứ làm hoài luôn. Trời ơi, bà nói bà đi kiếm khắp cùng hết mà không biết là ai rên nữa. Cho tới khi mà đi ngang cái buồng của nhỏ gái thì tiếng rên nó xuất phát từ trong. Dở cửa buồng ra thì thấy là nhỏ gái bà nó còn nằm ở trong á. Bình thường là đâu có gì đâu. Bà thì bà sợ đâu á là có ma quỷ gì, cái dông đó vô tới rồi hại con bà nữa, nhưng mà không có phải. Đó thì bà mới dở cửa buồng mới đi ra. Khi mà đi ra bà kêu ổng á thì thấy là ổng đang ngồi ngay phía trước cửa nhà. Lúc đó là con mắt của ổng đen thùi lùi luôn, không có trồng trắng gì hết trơn á. Ổng trợn trắng nhìn bà vậy nè. Bà thấy ớn quá bà mới chạy ra. Bà hỏi có vụ gì vậy? Trời ơi, ổng không có trả lời gì hết trơn á. Ổng chỉ đòi là kêu trả cái xác cho tao, trả cái xác lại cho tao đi. Mà rờ tay rờ chân gì nè, nhìn gì nè, trả thịt trả xác lại cho tao, cứ đòi vậy đó. Mà cái mình thì nó trân người ra cứ ngắt vậy đây nè, cứ ngồi kêu hoài luôn, được đâu khoảng 3-4 tiếng vậy đó, thì tự nhiên là ổng ngã ngang ra. Mới lâu ổng vô nằm trên cái bộ giạc. Hỏi nãy giờ ổng nhớ gì không? Ổng nhớ gì trơn á. Lúc mà ổng tỉnh dậy rồi đó nghe, thì bả cũng tính là lau mình lau mẩy cho ổng, nhưng mà đụng tới chỗ nào là ổng đau chỗ đó. Cái người của ổng bây giờ nó mềm giống như là rã thịt ra vậy đó, nó bầm tím hết chỗ này tới chỗ kia, mà thịt da không có còn độ đàn hồi nữa, đè tới đâu là nó nhúng như tới luôn, nó ngộ vậy đó. Ổng đau đớn nghe, ổng cảm giác giống như là có ai lấy dao mà cắt từng cái thớ thịt của ổng. Nằm nguyên đi mà rên rỉ hoài đâu có ngủ nghe gì được. Đó thì bắt đầu hỏi bà con chòm xóm người quen coi có ai biết thầy bà nào không. Không ai biết hết trơn á. Giờ sao? Qua ngược bên nhà cô Thu thì bà nói thôi bây giờ mày khỏi đi kiếm thầy nữa, tao cũng không có quen biết ai nhiều, bởi vậy tao cũng có đi hỏi người quen của tao thì người ta mới biết. Đâu thử đi về Vĩnh Long đi, có cái ông thầy này tao thấy là cũng được đó, hỏi ông thử con biết không. Mặc dầu cô Thu cũng không biết thầy Bảy thiệt, nhưng mà cái người quen của cô Thu đã từng chữa bệnh ở nhà thầy Bảy rồi. Chính vì lý do đó mà hai bà mới có mặt tại nhà thầy Bảy ngày hôm nay. Nói thiệt ra chứ bữa nay cũng ráng bấm bụng mà đi á, chứ ông chồng của bà Tám ổng mới bị nhập nữa kìa. Hồi sáng sớm trước khi mà qua nhà của cậu Bảy đó, là giống như ổng bị ai nhập vậy đó. Ổng ngồi ngay tại cái ghế của ổng á, trong buồng á, ngồi ngay đó cái ổng lấy ba cái son phấn của bà ổng trét lên, y chang như đi hát bội luôn. Lúc đó ổng nhìn bà thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống bà vậy đó. Nhưng mà đợi một hồi ổng cũng dịu dịu rồi, giống như người ta xuất ra rồi vậy đó, thì bà mới dám bảo qua tới đây nè. Nghe tới đây thì phần chuyện đầu tiên của chúng ta cũng đã kết thúc.